Ông đã dành quãng thời gian 45 năm nhiệt huyết cho bóng đá trong một thế giới cạnh tranh đầy khốc liệt. Điều mà ông tâm đắc nhất là bóng đá. Ông đầu quân cho đội tuyển quốc gia và là một cầu thủ xuất sắc. Khi là một huấn luyện viên, ông đã viết nên huyền thoại trong trận bán kết World Cup. Ông đã có những thành tựu đáng ghi nhận với tư cách là người huấn luyện viên chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngoảnh đi ngoảnh lại, thời đại của những người trẻ tuổi lên ngôi, điều mà ông có thể làm tốt như ông vẫn làm là bóng đá, nhưng rất khó để tìm kiếm một lão tướng như ông.